Quang đây xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên thì Quang đây xin chúc cô chú anh chị gần xa và trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Đây là bé chó tên là Cà Phê. Quang đang đi ăn thì có bé hàng xóm á, nói là có một người đàn ông dẫn bé chó đi bán khắp nơi á. Thì bé này biết Quang đang cứu hộ cho nên là bé này gọi Quang đang đây. Đó, bé này gọi Quang đang thì Quang đang mới nhờ bé cứu giùm, trả tiền giùm rồi Quang đang đi ăn xong rồi Quang đang quay lại đón nè 400.000. Thì Quang đang không biết là người đó là chủ hay là ai, không biết. Thì nói chung cứu một con chó thì Quang đang quay lên thôi, thì không có biết thân thế của bé như thế nào, hoàn cảnh ra sao, chỉ biết là có một người đàn ông dẫn bé đem đi bán thôi. Nói là bé tên Cà Phê mà nãy giờ nó đứng nó cứ dòm theo cái hướng người đàn ông nó tìm hoài à, thì mình không biết là người đàn ông có phải chủ hay không. Đó, đây Cà Phê ơi, Cà Phê đây, bé này mua giùm nè. Chủ nó đi hướng nào cưng? Cà Phê ơi, đây con tên là Cà Phê. Cà phê gì mà kỳ vậy trời, cà phê gì mà trắng tươi vậy. Cà phê ơi rồi. Rồi cảm ơn mẹ Trang Đài luôn. Mẹ Trang Đài sau khi mà nghe câu chuyện của bé thì mẹ Trang Đài hỗ trợ 400.000 mua bé luôn. Rồi tăng, cảm ơn mẹ Trang Đài rất là nhiều. Mẹ Trang Đài mong manh dễ vỡ nha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha. Giờ mình đi về. Bên đây ta cũng đi về luôn rồi. Ê, sữa ơi, sữa. Bên đây sữa, bên đây cà phê là cà phê sữa. Sữa ơi, sữa à, sữa à, có mặt à. Cái mặt cũng ít bô láo quá ha. Ai. Rồi bye bye, bye cả nhà nha. Bên đây người ta đóng cửa rồi. Rồi để giờ đem cà phê về nha. Cà phê chào ơi, cà phê chào ơi.